Ủa ơi, bán cho tôi chai rượu coi. Oh no. Gì vậy? Có chuyện gì buồn hả? Cái đầu óc tôi rối bời hả Mũ ơi. Nào là cái đống bài tập về nhà chưa làm nè, rồi đồ không lấy vô bị mẹ la, rồi cái áo tự trắng tinh tự nhiên dính mực, rồi chó đực tự nhiên chó cái sao chó cái không giữ nhà nữa chứ. Vậy là rắc rối dữ chưa? Sao cái mặt tôi nó bị sao vậy Mũ ơi? Hả? Sao cái mặt mũi mày gì lộn xộn trên mặt vậy? Thôi để tôi đưa bác sĩ đây. Trời ơi, cuộc sống mà khó khăn chỉ là lẽ thường. Vui lên nào bạn nhé. Trời ơi, tôi bụng quá. Mũ bán cho tôi gì ăn đi Mũ ơi. Thôi, mày nở tao cả sổ rồi, không có bán chịu nữa. Tôi bán gỗ mì nữa đi, một lần này nữa thôi. Lãnh lương tôi trả cho. Mày định thao túng tâm lý sao hả? Không có buôn bán gì hết á. Trời ơi, bán cho tôi đi mà. Đói quá. Vỏ chuối hả? Mình có cách rồi, có cách rồi. Wow, có nở chuối ăn luôn. Tuyệt vời quá à. Trời ơi, sao nó có cái khăn dịu kỳ vậy ta? Mình phải uống miếng nước coi, khát nước quá. Wow, có ly nước ngọt uống được nè Mũ ơi. Ê, bán cho tao đi. Nè, cái khăn này 10 triệu nha. Để mình thử coi. Giờ có cái khăn thần kỳ này rồi, giờ mình bỏ cái gì đây ta? Để khúc củi vô. Trời ơi. Ủa ơi, bán cho tôi tô mì thôi. Nó bụng quá à, lẹ tôi học bài nữa nha. Ủa mày làm gì mà mang sách vở đồ đạc lỉnh kỉnh gì sao? Thời muộn biết đâu, sắp kiểm tra đầu năm rồi đó. Năm nay hả, tôi phải quyết tâm tôi lên lớp. Học hoài 3 năm một lớp, tôi mệt lắm rồi. Vậy hả? Thôi cố gắng đi nha, để tao nấu mì cho. Hả? Trời ơi, thằng Sáu nó có 6 tay. Không lẽ người ta nói 3 đầu 6 tay là có thiệt hả? Trời, một đầu 6 tay cũng đủ ăn nè. 3 đầu 6 tay chắc bán nhà ăn luôn á Bố. Ngày hôm sau, năm nay chắc ở lại lớp nữa rồi. Sao rồi sao? Trời ơi, học chăm chỉ lắm, chắc điểm cao lắm ha. Tức thiệt chứ. Nè Mũ coi coi, tôi làm vậy mà cô cho tôi không điểm. Đó, cái đề bài tìm ít thì tôi để ít ở đây. Rồi cái bài tìm y là tìm y ở đây. Vậy là đúng rồi. Vậy mà mày cũng làm được hả? Ngon. Sao tôi cảm giác con mắt của tôi nó bị sập xuống vậy Mũ? Ủa ơi, bán tôi kẹo gì mà chu mỏ chu bà? Kẹo gì nghe lại vậy? Kẹo mới ra hả? Kẹo gì mà bảy sắc cầu vồng á, nó dài dài mỏng mỏng á. Trời ơi, kẹo chúc ba chúc ông ơi. Đúng cái này không? Đúng rồi đó. Trời ơi, tại nó che cái này nè, tôi không thấy đâu. Trời gì đâu mà một giây dài thọn vậy luôn á hả? Kẹo đó mấy tụi nó khoái lắm đó. Đâu, ăn thử coi. Wow, ôi nó đúng là bảy sắc cầu vồng luôn nè. Ăn từ từ thôi, ăn gì như chết đói vậy? Để tôi ăn thêm miếng nữa coi. Ngon. Sao tôi cảm giác con mắt của tôi nó bị sập xuống vậy Mũ? Mũ coi giùm tôi rồi. Đúng là con mắt mình sập thiệt rồi. Sao mà kỳ vậy? Để tôi đưa bác sĩ đi. Trời ơi, rõ ràng á là mình bán kẹo là nguồn gốc đàng hoàng còn hãng mà. Thằng này đúng là thánh xui xẻo mà.